Nằm ở ven sông Hiểu, hàng năm xã Cam Hiểu, huyện Cam Lộ thường xuyên đối mặt với tình trạng lũ lụt gây ngập sâu, chia cắt. Để chủ động công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra, bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho mọi người dân, xã Cam Hiểu còn đặc biệt chú trọng quản triệt phương châm 4 tại chỗ, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Trên địa bàn xã đã thành lập những cái tổ xung kích ở các thôn ở dọc cái hai bờ sông Hiểu, thôn có những cái điểm trọng yếu để trong mùa mưa bão thì là chủ động có những cái hành động sớm để ứng phó. Thì các cái tổ này khi có cái phát lệnh của từ ban chỉ huy phòng chống lụt bão của cấp huyện, cấp xã thì các cái tổ xung kích sẽ đi về cùng với bà con để triển khai các cái phương án đã có sẵn và là khẩn trương hành động để là giúp cho bà con có các cái phương án an toàn nhất. Năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 56 đợt thiên tai, làm 5 người chết và 17 người bị thương. Ước tổng thiệt hại do thiên tai gây ra hơn 1.173 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2023, tuy chưa bước vào cao điểm mùa mưa bão, nhưng trên địa bàn cũng xảy ra 23 đợt thiên tai, làm 2 người chết, 2 người bị thương, 17 sự cố về tàu thuyền trên sông, trên biển, ước thiệt hại 75,5 tỷ đồng. Để chủ động phòng chống giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, các ngành, các địa phương, địa bàn sung yếu thường xuyên bị lũ lụt, đặc biệt quan tâm. Về thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đây là một trong những cái giải pháp cũng trọng tâm và rất là quan trọng để người dân nâng cao được cái nhận thức, đồng thời là tránh cái chủ quan, mất cảnh giác trước các loại hình thiên tai xảy ra, có thể nói là cũng rất là bất ngờ và ngày càng nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến sản xuất và tính mạng của con người. Với sự chủ động trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt quản triệt phương châm 4 tại chỗ, 3 sẵn sàng, phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả sẽ hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn đời sống sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.